Rồi đầu tiên nhóm số 2. Rồi tiếp theo nhóm số 6. Rồi tiếp nhóm số 4. Hôm nay là thứ 5, toàn nhóm chẵn kỳ trước. Ok, 1. Rồi bé thì ở đầu và cuối, to thì ở giữa. Thứ tự thi các bạn của các nhóm lần lượt như sau: 2, 6, 4, 1, 5, 3. Nó về lớp web 16301. Rồi, mấy bạn nhóm 2 rồi ạ. Tất cả các bạn nhóm khác vấn đáp, không vấn đáp, các bạn vui lòng tắt cam dùm ạ. Nhóm vấn đáp thì các bạn sẽ bật cam lên ạ. Rồi, mời tất cả thành viên nhóm 2 bật cam. Các bạn khác chọn còn lại trong lớp, các bạn vui lòng tắt cam dùm. Trần Văn Long có không? Có. Thế Tâm, Thành Tuấn, Ngọc Dư, có em ạ. Thành Tuấn kiểm tra mic nha, đang bị vọng tiếng nha, không lát nữa không nghe được và không trả lời câu hỏi đâu. Hoài, em có. Minh Nhật, có em ạ. Rồi ok, câu hỏi lần lượt cho các bạn như sau. Trần Văn Long ạ. Rồi, bạn Long, bạn cho tôi biết các phương pháp để ước tính số lượng hàng bán ra dự án kinh doanh, các bạn áp dụng phương pháp nào? Lê Thế Tâm, doanh thu của doanh nghiệp được xác định như thế nào? Bạn đưa ra một vài giải pháp để tăng doanh thu đối với dự án của các bạn. Tâm và Long nghe rõ câu hỏi chưa? Dạ rồi ạ, Long nghe rồi. Đỗ Thành Tuấn, vốn khởi sự của các bạn được xác định như thế nào? Các bạn có bao nhiêu tiền để khởi sự? Ông Ngọc Dư, Dư cho tôi biết dự án của các bạn có tài sản cố định hay không? Nếu có thì được ghi nhận trong bảng báo cáo nào? Phạm Thị Hoài, bạn cho tôi biết giá bán sản phẩm hàng hóa dịch vụ của các bạn được xác định như thế nào? Nguyễn Minh Nhật, rồi Nhật cho tôi biết loại hình doanh nghiệp các bạn đăng ký kinh doanh là loại hình gì? Lý do lựa chọn loại hình này?
Chấm hỏi lại câu hỏi với em quên mất rồi. Số lượng hàng hóa hay là số lượng giá trị hàng hóa? À, lúc nãy thằng cậu là người đầu tiên tôi hỏi đến lần thứ hai, bảo nghe rõ rồi, bây giờ cậu đã hỏi lại. Nghe câu hỏi của các bạn quên mất rồi. Các phương pháp ước lượng số lượng hàng bán ra. Và nhóm bạn áp dụng phương pháp là Phan Thị Thu Phương, bạn ơi bạn tắt cam giùm tôi ạ. Thế cho em hỏi lại câu hỏi là cái của em là doanh thu của doanh nghiệp với lại cách giấy pháp. Có giải pháp tăng doanh thu ạ, đối với dự án các bạn. Có điểm danh cho rồi nha Phương nha. Rồi mời nhóm trả lời câu hỏi lần lượt từ trên xuống dưới, ai hỏi trước trả lời trước ạ. Em nhớ trước thầy ạ. Mời bạn Long. Vâng, có các cách ước tính số lượng hàng hóa bán ra. Đầu tiên là ước tính doanh số dựa vào mục tiêu thị phần kỳ vọng, ước tính dựa vào hành vi khách hàng và ước tính dựa vào hệ thống phân phối điểm bán lẻ. Nhóm em đang dùng phương thức đấy là ước tính doanh số dựa vào mục tiêu thị phần kỳ vọng ạ. Đấy là kiến thức của môn này hay là kiến thức của anh Google? Em đọc tài liệu trên Google rồi. Giờ lại slide số 5 của môn học ra. Dạ. Cuối slide đấy, cuối cái file đấy. Có những phương pháp nào? Nó còn không thèm tải slide về, bây giờ đang đi tìm trên nhóm Zalo này. Làm sao mà trả lời được câu hỏi, đi thi làm sao mà qua được môn. Trong quá trình học thì không thèm học. Hội bài có làm không? Cái lý do gì để cho qua môn là không?
Câu hỏi này là câu hỏi dễ, bạn mà không trả lời được. Chúng ta có 5 phương pháp ước tính số lượng hàng bán ra. Phương pháp thứ nhất dựa vào kinh nghiệm bản thân, thứ hai so sánh với cơ sở kinh doanh cùng loại, thứ ba là bán thử, thứ tư bán thân đơn đặt hàng, thứ năm là điều tra nghiên cứu khảo sát. Nhìn thấy chưa? Vâng. Để em xem lại cái phần này. Cậu vẫn giữ thái độ đi học mà môn này như thế này thì chia buồn với cậu trước nhé. Rồi câu hỏi phụ cho bạn như sau. Các bạn kinh doanh ở đâu ạ? Địa điểm kinh doanh đi. Lương Thế Vinh ạ. Tại sao lựa chọn địa điểm này? Vì ở đây tập trung nhiều trường học và các khu dân cư đông người, số lượng khách hàng có nhu cầu dùng thức ăn nhanh nhiều, nên đây là một lợi thế để bọn em lựa chọn cái địa điểm kinh doanh này. Thế. Thứ hai nữa là chi phí thuê mặt bằng rẻ so với các khu tập trung đông dân cư và có tập trung đông dân cư và phát triển hơn so với khu ở đây, thì ở đây thuê mặt bằng nó rẻ hơn. Đây cũng là một lý do để bọn em chọn địa điểm này là địa điểm kinh doanh. Hết chưa? Hết rồi. Lý do chính là chọn địa điểm kinh doanh: một là để gần thị trường, gần nguồn nguyên liệu; hai là thuận tiện giao thông; thứ ba là để phù hợp với năng lực tài chính của mình. Cậu thiếu một ý. Một bạn tiếp theo đi ạ. Tâm ạ. Dạ vâng. Em thấy là cách doanh thu của doanh nghiệp thì được tính bằng số lượng sản phẩm của hàng hóa được bán ra hàng tháng ạ. Và muốn có lợi nhuận của muốn có lợi nhuận tăng, doanh thu tăng thì phải, nhất là phải giảm chi phí ấy. Và giải pháp được giải pháp mà muốn giải pháp đưa ra giải pháp để kinh doanh là, thứ nhất là Tâm này, Tâm, dạ. Có biết câu hỏi cậu là gì không? Câu hỏi của em là doanh thu của doanh nghiệp với lại giải pháp của giải pháp đưa ra, để có doanh thu. Thế cậu vừa trả lời cái gì đấy ạ? Doanh thu của doanh nghiệp thì được tính bằng số lượng của hàng bán ra, số lượng hàng hóa bán ra. Doanh thu là số lượng hàng hóa bán ra? Vâng, là số lượng hàng hóa bán ra hàng tháng. Rồi, tôi bán một cái bút, vậy doanh thu tôi là một cái bút. Tổng số lượng hàng hóa bán ra hàng tháng. Tôi bán được 1.000 cái bút, vậy là doanh thu tôi là 1.000 cái bút. Cái này là doanh thu, là doanh thu hàng tháng của các sản phẩm cộng lại với nhau. Còn giải pháp để tăng doanh thu
Thì thứ nhất là giảm chi phí nguyên vật liệu, sử dụng nguyên vật liệu rẻ tiền hơn, tìm nơi cung ứng nguyên liệu. Này, Tâm này, cậu có đi ăn phở bao giờ không? Dạ. Có đi ăn phở bao giờ không? Có. Ừ, một bát phở là đang một lạng thịt bò. Bây giờ để tăng doanh thu nó giảm xuống thịt bò còn một lửa lạng. Cậu có ăn phở ở quán này nữa không? Giảm chi phí nguyên vật liệu mà. Một bát phở thì nó có thể có hai lạng bánh, bây giờ nó rút xuống còn lửa lạng bánh, cậu có ăn bát phở đấy được không? Giảm chi phí nguyên liệu mà. Anh nghĩ là chắc là giảm mức chi phí ở cái phần tăng doanh thu. Tại sao lại phải đi giảm chi phí ạ? Có đặt bàn về doanh thu không? Không bàn về chi phí thì phải tăng số lượng hàng bán ra ra. Tăng giá tiền của sản phẩm lên. Ừ, đang bắt phở 30.000, hôm sau sáng ra đi ăn, ăn xong rồi bảo bà ơi con chỉ điện, con gửi tiền bà nó tính 100.000, cậu có muốn quay lại quán ấy được không, một tăng giá. Đưa ra toàn những cái giải pháp mà nó vô lý, toàn đi ngược lại. Doanh thu được xác định bằng số lượng hàng mà bán ra, được áp dụng cho trường hợp doanh nghiệp bán một chủng loại sản phẩm hàng hóa dịch vụ. Nếu mà doanh nghiệp bán nhiều chủng loại sản phẩm hàng hóa dịch vụ thì tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp được xác định bằng doanh thu của từng mặt hàng đó cộng lại với nhau. Giải pháp để tăng doanh thu về mặt lý thuyết, công thức bằng Q nhân với P, tức là giá nhân với lượng. Thì chúng ta có hai nhóm giải pháp về giá và lượng. Dựa vào hành vi của con người, ai cũng ham rẻ. Do vậy để tăng doanh thu không phải tăng giá mà là gì ạ? Chúng ta sẽ giảm giá. Tôi đã lấy cái ví dụ là gì ạ? Một cái chân váy ở trên gì ạ? Xuân Thủy nó bán đâu mà 200.000, nhưng mà ở trên Cầu Giấy nó bán 199.000, nhưng mà cái bọn chị em phụ nữ như bọn cái Hoài nó sẵn sàng chỉ vì 1.000 đồng đấy mà nó phi lên hàng mấy km, tốn mất bao nhiêu tiền xăng và công thời gian đi lại mà nó đi mua đồ chỉ vì rẻ hơn 1.000. Bởi vì nó được hưởng thụ cái cảm giác mua hàng rẻ hơn ạ. Em thưa thầy là vốn khởi sự được xác định bằng 3 loại vốn ạ. Vốn cố định gồm các sản phẩm cố định, tư liệu lao động, nhưng mặt bằng kinh doanh, trang thiết bị bảo dưỡng, văn phòng phẩm, chi phí sửa chữa mặt bằng, thuế kinh doanh, thuế môn bài và nương, vốn lưu động, nguyên liệu và quảng cáo. Cuối cùng là vốn dự phòng ạ. Vốn dự phòng được tính bằng 20% vốn lưu động ạ. Và cái vốn khởi sự của nhóm bọn em là 271 triệu ạ. Rồi, huy động được nguồn nào bạn? Sao thầy? Số tiền 270 triệu để lấy từ đâu? Lấy bằng quả Excel mà bọn em bằng tổng vốn cố định. Không phải, các bạn nghe, bạn kinh doanh các bạn phải bỏ ra 270 triệu đấy thì các bạn sẽ phải lấy từ ở đâu ra? Thì lấy từ tiền của mình ấy thầy. Quả của bạn chủ sở hữu là bạn, của bạn Lê Thế Tâm ạ. Mình nhỏ thôi à? Bạn Lê Tâm góp 200 triệu, còn lại thì chia nhau ạ. Rồi, Dưa.
Em đây ạ. Câu hỏi của em em là nhóm có tài sản quyết định hay không, là nhóm, em trả lời là nhóm em là có tài sản quyết định ạ, bởi vì sản phẩm trên 30 triệu phải được ghi trong bảng mua sắm thiết bị kinh doanh ạ. Được ghi nhận trong bảng lưu chuyển tiền ở phần mua sắm trang thiết bị ạ. Vâng. Chứ không phải là bảng. Em thấy là giá bán sản phẩm thì thứ nhất là được hình thành trên giá nguyên liệu ạ. Giá nguyên liệu thì sẽ ra thành giá, sau đó sẽ cộng với lợi nhuận mong muốn ạ. Cách thứ hai xác định giá bán là sẽ dựa trên đi tham khảo xem mức giá khách hàng sẵn sàng trả là bao nhiêu ạ. Tiếp theo là tham khảo giá của đối thủ cạnh tranh ạ. Thì sẽ hình thành ra giá bán ạ. Doanh nghiệp bạn áp dụng phương pháp này không? Doanh nghiệp em thì cả ba thôi ạ. Nhật ạ. Dạ vâng, em thưa thầy là loại hình doanh nghiệp của loại hình doanh nghiệp của dự án khởi sự của nhóm bọn em chọn là loại hình doanh nghiệp tư nhân ạ. Và với lý do chọn của bọn em là do là doanh nghiệp tư nhân chỉ có một chủ sở hữu, nên là chủ sở hữu này có thể hoàn toàn quyết định được các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp ạ. Và chủ sở hữu này cũng đồng thời là người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp ạ. Có thể chủ sở hữu cũng có thể bán doanh nghiệp cho người khác, và với cơ cấu của doanh nghiệp tư nhân sẽ là cơ cấu khá là đơn giản. Và doanh nghiệp tư nhân dễ dàng tạo được sự tin tưởng từ đối tác do chế độ trách nhiệm về một người ạ. Dễ dàng huy động vốn để hợp tác kinh doanh với người khác do có một người chịu trách nhiệm. Xong chưa? Rồi ạ. Ừ, cái thằng nào vừa trả lời vốn lúc đấy bạn Tâm bạn ấy ra 200 triệu, sau đó là mỗi người góp phần còn lại đấy. Thằng nào? Em đẹp. Ừ. Thế mà bây giờ cậu Nhật cậu bảo là doanh nghiệp tư nhân do một người làm chủ, hai thằng này chúng nó chửi nhau đúng không? Thưa thầy là chủ doanh nghiệp tư nhân, nhưng bọn em có vẫn gì nhỉ? Vẫn huy động vốn thế ạ? Huy động vốn thì làm gì được góp vốn, vay tiền của nhau thì ok, nhưng mà đã góp vốn mà không được ạ. À vâng ạ. Thằng nào trả lời chính xác? Tuấn. Chắc là Văn Nhật thầy ạ. Rồi. Nhóm này xong ạ, có ý kiến gì về điểm của mình không? Dạ không ạ. Rồi không, các bạn có thể nghỉ ở lại hay không tùy các bạn. Rồi nhóm số 6 ạ. Nhóm 6 đó ạ. Ở đây ạ. Úc Việt. Có rồi ạ. Văn Việt. Có. Vân Anh. Có ạ. Thái. Có. Khang. Có. Hoàng. Có. Rồi câu hỏi lần lượt cho các bạn như sau. Lưu ý ghi chép lại câu hỏi nha. Lê Quốc Việt ạ. Rồi bạn cho tôi biết các bạn đăng ký kinh doanh loại hình gì, đăng ký ở đâu, chi phí hết bao nhiêu tiền. Loại hình doanh nghiệp bạn đăng ký kinh doanh loại hình gì, đăng ký kinh doanh ở đâu, chi phí hết bao nhiêu tiền. Rõ chưa? Văn Việt. Rồi rồi rồi.
Bạn cho tôi biết công thức xác định lợi nhuận và giải pháp để tăng lợi nhuận. Văn Việt nghe rõ chưa? Thì đọc lại, thầy đọc lại. Công thức xác định lợi nhuận, giải pháp để tăng lợi nhuận, nghe rõ chưa Việt? Rồi ạ. Vân Anh ạ. Vốn khởi sự các bạn được xác định như thế nào? Được huy động từ những nguồn nào? Xuân Thái. Cho tôi biết công thức xác định khấu hao tài sản cố định, khấu hao tài sản cố định được ghi nhận trong báo cáo là. Thái nghe rõ chưa? Rồi. Văn Khang. Khang cho tôi biết số dư tiền mặt ở đầu tháng trong báo cáo lưu chuyển tiền được xác định như thế nào? Số dư tiền mặt ở đầu tháng trong báo cáo lưu chuyển tiền được xác định như thế nào? Nguyễn Đăng Hòa, Nghiêm Đăng Hòa. Doanh nghiệp của các bạn có bao nhiêu người lao động? Xác định như thế nào hay là căn cứ vào đâu để xác định được số người lao động như vậy? Nghe rõ hết câu hỏi chưa? Các bạn có 2 phút để suy nghĩ câu trả lời. Rồi, mời bạn lần lượt trả lời câu hỏi ạ. Em trả lời câu hỏi của em là bọn em kinh doanh loại hình đăng ký kinh doanh của em là tư nhân thế ạ. Đăng ký thì đăng ký ở Sở Kế hoạch và Đầu tư ạ. Về chi phí thì bao gồm như chi phí lệ phí nộp hồ sơ thì là 100.000 đồng ạ. Lệ phí đăng báo cáo thành lập công ty thì là 300.000 đồng ạ. Chi phí đặt bảng hiệu công ty thì là 200.000 đồng ạ. Chi phí sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng thì là 350.000 đồng ạ. Chi phí mua chữ ký thì với mỗi gói 1 năm thì là hết 1.530.000 đồng ạ. Lấy đâu ra cái phần nội dung đấy để trả lời câu hỏi?
Em tìm thôi ạ. Tìm đâu? Tìm trên mạng với cả tìm trong slide thôi ạ. Toàn bộ cái phần mà bạn vừa trả lời và toàn bộ là trả lời bằng kiến thức trên mạng chứ không phải kiến thức của môn học. Tôi sẽ để thêm thời gian cho cậu thêm một kỳ nữa để nghiên cứu lại trên mạng nhé. Thôi được ạ. Vừa lấy tôi vừa mắng cái nhóm trước xong rồi lại đến nhóm này. Tôi đã cho hẳn cả cái ở trên lớp là cổng thông tin điện tử của chính phủ để đăng ký hồ sơ đăng ký kinh doanh doanh nghiệp mà bao gồm tất tần tật cả lệ phí, nó nói rõ như vậy thì mà vẫn lên Google để search đọc những cái chỗ mà nó chẳng đúng. Bạn nghĩ có vô duyên không? Thả biết. Đây là Lê Quốc Việt đúng không ạ? Vâng, thưa ạ. Nguyễn Văn Việt ạ? Có. Thưa thầy, lợi nhuận thì mình được tính bằng cách là lấy tổng doanh thu trừ đi tổng chi phí ạ. Giải pháp tăng lợi nhuận thì... tăng lợi nhuận thì mình có thể... giảm giá sản phẩm để tăng doanh thu, để tăng số lượng hàng bán ra, từ đó thì tăng lợi nhuận. Lên chưa? Dạ. Trả lời xong chưa? Dạ, xong rồi ạ. Lợi nhuận bằng tổng doanh thu trừ tổng chi phí. Giải pháp nó có hai nhóm giải pháp. Nhóm giải pháp thứ nhất là tăng doanh thu, nhóm giải pháp thứ hai là giảm chi phí. Để tăng được doanh thu thì đầu tiên là các bạn phải tập trung vào sản phẩm, thứ hai là giảm giá, thứ ba là đưa ra các chương trình xúc tiến, ví dụ như khuyến mại, ví dụ như combo, ví dụ như là tăng lên cái giá trị mà khách hàng nhận được. Rồi giảm chi phí, chúng ta có thể giảm khoản chi phí mà chi phí cố định, chi phí biến đổi không thể giảm được, bởi vì nếu giảm chi phí biến đổi chúng ta sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. Vân Anh ạ. Dạ, em thưa thầy là vốn khởi sự đều được xác định với vốn của chủ sở hữu và các khoản vay ạ. Nguồn vay là từ ngân hàng, từ các chương trình tín dụng của chính phủ. Đấy là nguồn vốn, Vân Anh ơi, tôi hỏi cách xác định vốn khởi sự, là vốn khởi sự bao gồm gì cơ mà. Nguồn vốn khác, vốn khác. Vốn là từ tiền tiết kiệm của chủ doanh nghiệp ạ. Đấy là nguồn vốn. Tiền lấy từ đâu mà ra thì đấy là nguồn vốn. À, vốn khởi sự là từ tài sản cố định, tài sản lưu động và tài và và tài sản tài sản dự phòng ạ. Xong chưa? Xong rồi ạ. Đi vào rửa mặt đi. Đứng dậy đi vào rửa mặt. Dạ. Có đang chưa ở nhà? Em đang ở nhà. Đứng dậy đi vào rửa mặt. Em có buồn ngủ đâu thầy. Không ạ, để tôi chửi cho nó đỡ xấu hổ. Chứ bây giờ trang điểm mà có son có phấn vào nó không biết xấu hổ đâu.
Rồi cô dở hẳn cái file Excel hôm trước mà cô làm tôi chữa cho đấy ạ. Vốn khởi sự đấy bao gồm cái gì? Bao gồm vốn cố định ạ, vốn lưu động và vốn dự phòng. Ừ, thì cô vừa bảo một cái gì với tôi? Em bảo tài sản là em nói nhầm ạ. Có mỗi hết cái chữ tài sản và chữ vốn mà cô còn nhầm được. Nhầm toàn cái chết người thôi. Tài sản là tài sản và vốn là vốn nhé. Dạ vâng. Tài sản nó là gì ạ? Được hình thành dựa vào, được mua sắm và dựa vào cái tiền của doanh nghiệp có. Vốn là nó thể hiện về mặt giá trị bằng tiền của tài sản. Nhóm có bao nhiêu tiền để kinh doanh? Tiền ạ? Ừ. Khoảng 200 triệu ạ. Bạn cần bao nhiêu tiền để kinh doanh? Cần 271 triệu. Ừ, thêm 200 triệu, 271 triệu thằng nào lớn hơn? 271 ạ. Ừ, thế vậy các bạn có thể kinh doanh được không? Dạ không ạ. Tại sao? Tại vì là số vốn cần lớn hơn số vốn có. Ừ. Thế từ bấy giờ toàn nói ở đâu trên trời dưới biển trong cuối cùng phát ở em không đủ tiền kinh doanh đâu, dẹp hết đi nhá. Thằng bạn trai nó rủ cô đi ăn đi uống, nó bảo rằng là sẽ đưa cho cô vào nhà để ăn ở tầng 17 Lotte, nó bảo rằng là nó sẽ đưa cô lên Wincom để xem phim, nó sẽ bảo cô là đi ăn kem thủy tạ ở trên bờ hồ và nó dẫn cô đi hóng gió hồ đây, nhưng cuối cùng cho lại anh không có tiền đâu, em ở nhà đi, ok không? Dạ không ạ. Thế mà cô vừa mới nói với tôi không thể mê được nữa. Con Thái ạ. Theo thầy là cách tính khấu hao tài sản cố định là tính vào tài sản cố định chia cho thời gian sử dụng tài sản. Cái gì là tài sản cố định chia thời gian? Giá trị của tài sản cố định chia cho thời gian sử dụng tài sản cố định. Giá trị của tài sản cố định được xác định như thế nào? Giá trị của tài sản cố định. Cứ nghe mấy thằng kia nó xui. Giá trị của tài sản cố định được xác định là có giá trị lớn và có thời gian sử dụng được. Tôi hỏi giá trị được xác định như thế nào chứ tôi hỏi nguyên tắc đâu. Biết. Hay là số tiền của tài sản cố định đấy được xác định như thế nào? Tôi 30 triệu. Bảo tôi lấy dễ hơn, tôi mua con ô tô để tôi chạy taxi. Vâng. Ừ, thì giá trị ô tô là tính như thế nào? Giá trị của ô tô, tiền mình mua cái ô tô. Ừ, tôi trả cả 500 triệu, đấy là giá trị của ô tô. Chắc là không. Nó là cái giá trị sử dụng ô tô. Thế thấy cái tội ngồi trong lớp không học bài, không nghe giảng, không thèm làm bài chưa? Thấy. Đấy. Ví dụ đời thực luôn đấy. Bao nhiêu người ở ngoài người ta chẳng học hành gì cả, người ta đi lái taxi mà người ta vẫn tính được giá trị của chiếc ô tô ạ. Nhưng mà cậu được đi học mà bây giờ cậu lại không tính được bằng người ta. Tiền đăng kiểm đâu, tiền làm biển đâu, đăng ký đâu, phí đường bộ đâu,
tiền vận chuyển đâu? Em chưa mô tô lần nào. À, mua xe đạp chưa? À, rồi. Ừ, thì mua xe đạp về phải làm gì? À, mua xe đạp về dùng nó thế. Ừ, thì không lắp phụ kiện, cũng không tra dầu mỡ, cũng không vận chuyển, cứ thế dùng. Để phí. Vấn đề mà vẫn phải trả tiền chứ, đúng không? À vâng, đúng rồi. Hàng ạ. Thưa thầy là số dư tiền mặt ở đầu tháng được xác định là bù vào vốn khởi sự ạ, còn tháng còn lại được xác định vào số dư của tháng tiếp theo. Hết chưa? Hết rồi thì chú giữ tiền mặt ở đầu tháng được chia làm hai phần. Trường hợp thứ nhất đó là số dư tiền mặt ở đầu tháng đầu tiên, nó chính là số tiền chúng ta có để khởi sự kinh doanh. Ở những tháng từ tháng thứ hai trở đi, đó là số dư tiền mặt của tháng trước đó hay là liền trước đó, kề trước đó. Giờ lại bảng Excel của nhóm mình ra mà xem. Dạ em đẹp. Vậy thì doanh nghiệp của em thì có tất cả là 7 người ạ. Tức là một có một quản lý cửa hàng, có 2 nhân viên pha chế, có 2 nhân viên phục vụ chạy bàn, có một thu ngân và một nhân viên ship. Còn theo là căn cứ vào đâu để xác định được là số lượng của nhân viên của quán thì em xác định dựa trên doanh thu các sản phẩm bán ra, dựa trên quy mô của quán, dựa trên số lượng của khách hàng hàng tháng và dựa trên khối lượng công việc của quán. Rồi mức lương tối thiểu theo vùng 1 của Hà Nội là bao nhiêu tiền? Anh thầy là tối thiểu là 8 triệu. $4,420,000 ạ. Rồi có hỏi định cho bạn thêm điểm nhưng mà bạn không kiếm được. Cảm ơn thầy. Rồi nhóm này có ai có ý kiến gì về điểm của mình không ạ? Rồi mời các bạn nghỉ. Rồi nhóm 4 ạ. Nhóm 4 nào? Văn Hoàng có không? Có. Thành Đạt có không? Bắc Trọng có. Minh Hoàng có. Hà Thị Hường có. Hải Yến Mạc Thị Hải Yến em có đây ạ, nick của em bị hỏng. Thế Huy có ạ. Rồi câu hỏi lần lượt cho các bạn như sau. Nguyễn Văn Hoàng, rồi Hoàng cho tôi biết ý tưởng kinh doanh của nhóm bạn là gì, lý do lựa chọn ý tưởng này. Nguyễn Thành Đạt ạ, trong năm đầu kinh doanh các bạn có thể gặp phải những khó khăn gì,
đưa ra một vài giải pháp để khắc phục. Nghe rõ chưa, Hoàng với Đạt? Rồi ạ. Trọng ạ. Dạ. Bạn cho tôi biết số dư tiền mặt ở cuối kỳ trong bảng lưu chuyển tiền được xác định như thế nào? Vâng. Và ý nghĩa của nó? Vâng. Vừa rồi là bạn Trọng hay bạn Hoàng nhỉ? Trọng ạ. Rồi, Vũ Minh Hòa. Hoàng cho tôi biết dự án kinh doanh của các bạn có khả thi hay không? Giải thích. Nghe rõ chưa Hoàng ơi? Nghe rõ rồi ạ. Hà Thị Hường. Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động bao gồm những gì? Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động bao gồm những gì? Em nghe được thầy ạ. Hải Yến. Đối thủ cạnh tranh các bạn là ai? Họ có điểm yếu là gì? Em nghe được. Nguyễn Thế Huy. Chi phí của doanh nghiệp bao gồm những khoản chi phí gì? Đưa ra giải pháp để giảm chi phí cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thầy đọc lại một lần nữa. Chi phí của doanh nghiệp bao gồm những gì? Đưa ra giải pháp để giảm chi phí hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp. Các bạn có 2 phút suy nghĩ nha. Rồi mà các bạn bắt đầu trả lời câu hỏi. Hoàng. Em thưa thầy là ý tưởng kinh doanh của nhóm em là thiết kế website sau đó thì bán ạ. Tức là bọn em sẽ tạo ra những website mẫu có sẵn, sau đó thì sẽ có một đội nhóm marketing riêng và sẽ tìm ra khách hàng, và khách hàng dựa vào những mẫu đấy có thể phá các chi tiết, và nhóm em cũng hỗ trợ cả domain và hosting cho khách hàng luôn. Và lý do bọn em chọn ý tưởng này là do phần lớn nhóm bọn em đều là
thuộc chuyên ngành thiết kế website, và bọn em cũng thấy đây là một đề tài thú vị và bọn em có thể hiểu được quy trình của thiết kế website thực tế ạ. Hết rồi. Nhu cầu thị trường thế nào? Nhu cầu thị trường thì bây giờ em thấy rất nhiều doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ lẫn cả những cửa hàng đều có cần website đấy ạ. Các bạn có tiền để làm không? Thầy vừa hỏi gì thầy hỏi lại được không ạ? Có tiền để làm không? Có. Vậy là có 3 ý thì các bạn thiếu 2 ý mà tôi vừa hỏi lại đấy. Thiếu ý gì hả thầy? Có 3 ý để trả lời thì bạn vừa thiếu 2 ý mà tôi vừa gọi hỏi lại bạn bảo có đấy. À, thiếu nhu cầu với cả có tiền nhỉ? Vâng ạ. Các bạn chỉ biết làm thôi nhưng mà xã hội nó không cần thì các bạn có làm để làm gì không? Không á. Sao phải cần thì chúng ta mới bán được hàng đúng không? Thì trả lương nữa. Vâng. Mà các bạn không có tiền để trả đội ngũ nhân sự cho người lao động, người ta có làm cho các bạn không? Không có tiền để mua sắm trang thiết bị, không có tiền mua máy tính có làm được không? Không á. Mà 3 ý thiếu 2 mấy điểm Hoàng? Thầy hỏi thì em vẫn trả lời được mà thầy. Nguyên tắc để đưa ra lựa chọn ý tưởng kinh doanh, một là nhu cầu của thị trường, hai là năng lực là đáp ứng của chúng ta, thứ ba là chúng ta có nguồn lực, tiền bạc để thực hiện hay không. Thì cậu chỉ có đưa ra là các bạn học chuyên ngành đồ thiết kế đồ họa, các bạn trải nghiệm thú vị với cả đào tạo thôi. Nó là cái nguồn lực về mặt làm sao đấy ạ? Chúng ta có thể thực hiện đấy ạ. Có ghi rõ trong phần ngay ban đầu của assessment không? Giờ lại assessment của nhóm mình đi. Có, chắc em không đọc. Quên mất. Làm rồi đúng không? Hướng dẫn rồi đúng không? Tôi chỉ hỏi lại thôi. Rồi, bạn cảm thấy phần trả lời của mình được cũng bao nhiêu điểm? Chắc 7 thế. Cái gì? Đáp án có 3 ý, mà trả lời được 1 ý mà cậu chọn hẳn 7 điểm. Câu hỏi có 2 câu, thầy hỏi 2 câu mà câu thứ 2 em thiếu 3 ý chứ có phải câu đầu tiên không trả lời đâu thầy. À, ý tưởng kinh doanh là gì bây giờ lại còn vẫn tính là một câu hỏi. Thực ra là cái phần đấy là để cho các bạn trả lời câu hỏi số 2 thôi. Rồi ok, cậu tính được ạ. Rồi 5 điểm đối với phần câu hỏi số 1. Có 2 câu đúng không? Rồi tiếp 1/3 của 5 điểm là bao nhiêu? 1/3 5 chia 3. Từ này 1.6. Cậu làm cho lên là 7 đúng không? Vâng, thầy hỏi em thấy mình tôi cho hẳn thêm cậu nửa điểm nữa. Em xin. Bạn ạ. Rồi, dừng Đạt ơi. Tôi đã hướng dẫn ở trên lớp rồi, các bạn vẫn đi vào một cái vết xe đổ. Tôi hỏi các bạn luôn là tại sao hai quán phở bán đồ ăn sáng ở bên cạnh nhau, sản phẩm giống hệt nhau, tôi lại vào một quán này, không vào một quán này.
giá bằng nhau. Dạ vâng ạ. Do vậy là cái đầu tiên mà khi người tiêu dùng, khách hàng, đặc biệt là các bạn bán hàng cho doanh nghiệp nó rất quan tâm vậy. Vậy ông đem lại cái lợi ích gì cho nó? Bạn làm marketing, bạn đưa ra, bạn bảo là bạn làm marketing. Rồi vâng ạ, câu nói hết đi ạ. Trả lời hết chưa? Trả lời xong chưa? Rồi, thứ nhất là hỏi cậu nâng cao chất lượng sản phẩm. Cái web của bạn nâng cao chất lượng sản phẩm kiểu gì? À, trải nghiệm đến dùng thử. Đến khi mang cậu mang về dùng thật, nó có được như cậu dùng thử không? À, muộn hơn bản dùng thử. Lấy cái gì ra cam kết, chẳng ai tin cả. À, đấy là cậu lớn mồm thôi. Bây giờ cậu phải thể hiện cái gì ra? Dạ vâng ạ, cậu phải cam kết với khách hàng về chất lượng dịch vụ. Nếu mà có bất kể cái vấn đề về dịch vụ, các cậu sẽ chịu trách nhiệm và khắc phục lỗi cho khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định nào đấy về những cái lỗi cụ thể ABC nếu khách hàng cảm thấy không hài lòng. Đấy là cái thằng bán dịch vụ, nó cam kết về chất lượng dịch vụ cho khách hàng phải thể hiện ra, thậm chí bằng văn bản giấy tờ để cho khách hàng biết ạ. Ông mà trải nghiệm, tôi xin lỗi, vì tôi là số đường FPT, cái phần nhà mạng của FPT, lúc trải nghiệm tháng đầu ngon lắm á, luộc lắm á. Ở sau một tháng mạng FPT giật đùng đùng, lắc treo hết lên. Các bạn phải cam kết ạ. Phải giải quyết vấn đề mà khi khách hàng gặp phải thì cái thằng đấy khách hàng là mới tin ạ. Còn cho người ta xem, cho người ta trải nghiệm, cho bảo ra với người ta rằng anh yên tâm rằng chất lượng dịch vụ của bên em tốt lắm, chẳng ai tin hết. Đấy là lý do mà các bạn kinh doanh dịch vụ phải có những cái điều khoản trong hợp đồng cụ thể rõ ràng. Rồi cái tiếp theo, các bạn bảo rằng là các bạn thực hiện marketing, nhưng tôi cũng nói luôn, có tiền để làm không? Chạy Google Ads một ngày bao nhiêu tiền? Đúng không? Do vậy là chúng ta hãy thực hiện bằng cái cách giải pháp khác, tôi nghĩ rằng nó hiệu quả hơn. Là các bạn kết hợp với những cái doanh nghiệp khác kinh doanh để các bạn làm sao để bán sản phẩm, bán dịch vụ của mình. Thằng mạng internet các bạn có kết hợp với đó để cung cấp web cho các doanh nghiệp mà đang sử dụng dịch vụ internet của nó không? Nếu mà các bạn làm được như vậy thì các bạn cũng là một cái cơ hội kinh doanh, các bạn có thể truyền tải tìm kiếm được khách hàng. Thằng nào đang bán sản phẩm của một nhà cung cấp nào đấy, thằng đại lý nhà phân phối, bây giờ chỉ cần các bạn bán hàng cho hệ thống đại lý nhà phân phối showroom của thằng Honda thì các bạn tưởng tượng rằng là 53 cái thằng showroom, 53 cái thằng đại lý nhà phân phối 63 tỉnh thành lớn, mà trong khi đó mỗi một tỉnh ít nhất là vài cái đại lý cho phân phối, là các bạn có ngay từng đấy cái trang web rồi. Hãy nghĩ rằng chúng ta kết hợp với một doanh nghiệp nào đấy để chúng ta có thể tiến hành bán sản phẩm nó dễ dàng hơn. Chứ bảo marketing suông thì tôi không ok nha Đạt nha. Rồi nhận mấy điểm ạ?
Em thưa thầy, cách tính tổng tiền trong của tháng 12 trong bảng lưu chuyển tiền là tôi hỏi cái gì ạ cháu? Tổng tiền trong tháng 12 trong bảng lưu chuyển tiền đấy. Tôi không hỏi tổng tiền của tháng 12 trong lưu chuyển tiền. Tôi chưa bao giờ hỏi sinh viên tôi như thế ạ. Nghe nội. Khi đặt câu hỏi tôi đều bảo các bạn rằng là nghe rõ hay chưa. Đến bây giờ bạn lại bảo với tôi rằng là bạn chưa nghe rõ câu hỏi. Vô lý mà chồng. Vâng. Cậu chồng để lại cuối cùng ạ. Tiếp ạ. Câu hỏi em là dự án kinh doanh của bạn có khả thi hay không, vì sao? Thầy là dự án kinh doanh của em có khả thi ạ. À, dựa vào vốn ước tính lợi nhuận và vốn lưu chuyển. Hoàng nghe rõ câu hỏi nhé, trả lời cho chính xác nhé. Tiếng Việt chúng ta phong phú, sau đó chúng ta lại cãi nhau ạ. Dạ. Dự án của chúng em có khả thi ạ, dựa vào vì sao, vì cái vốn ước tính lợi nhuận của chúng em sau một năm có lãi, và kế hoạch lưu chuyển tiền thì vẫn còn dư ạ. Mà nói rõ lại cái thằng lưu chuyển tiền như nào đấy ạ? Cái tổng lưu chuyển tổng lưu chuyển sau mỗi tháng của có dư ạ. Xong chưa? Xong rồi. Chúc mừng bạn. Bạn lựa chọn hai cái bảng đúng rồi ạ. Đầu tiên là bảng báo cáo kết quả kinh doanh, doanh thu, chi phí và lợi nhuận. Thì số dư ở đây không phải số dư, mà là lợi nhuận ở mỗi tháng và lợi nhuận của cả năm nó phải lớn hơn không và có xu hướng tăng lên thì dự án mới khả thi. Nếu nó lớn hơn không nhưng mà là có xu hướng giảm, đầu năm thì là có lãi, cuối năm giảm dần và đến sang năm nào có lỗ. Bạn có muốn kinh doanh không? Không. Không đúng không? Thứ hai, lưu chuyển tiền, số dư tiền mặt ở cuối tất cả các tháng đều lớn hơn không, nó cho biết chúng ta có tiền để tiếp tục kinh doanh ở những tháng kế tiếp. Bạn thiếu hẳn một phần số 2 này. Dạ, câu của em là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động. Em trả lời câu này là thứ nhất là ký kết hợp đồng lao động từ 30 ngày trở lên. Thứ hai là đảm bảo được số giờ lao động và đảm bảo được mức lương và phải có tiền thưởng. Hết rồi ạ. Hết rồi. Dạ. Thì không đóng bảo hiểm cho người lao động được không? Đi tù 75 đấy. Không được ạ. Đi tù 75 đấy, trốn bảo hiểm. Môi trường làm việc không an toàn, không sạch sẽ, người lao động bị tai nạn lao động trong quá trình lao động cũng được không? Nhóm của cô dây điện thì để lòng bằng, thế là một thằng khách hàng nó đi vào đấy và nó đá vào dây điện, thì dây điện cái ổ điện nó rơi vào trúng đầu của cô, gây chảy máu chết rồi, chết thôi. Không phải gây chảy máu đâu, chẳng chết nữa. Được không? Không. Do vậy là ngoài cái vấn đề tiền lương, ngoài vấn đề thời gian thì còn phải cái môi trường làm việc đó tạo điều kiện cho chúng ta có cơ hội để phát triển, cơ hội để thể hiện
giá trị năng lực của bản thân. Chúng ta mới là cái câu chuyện mà bảo là cái ổ điện dây trúng đầu bạn đấy là câu chuyện vui thôi, nhưng mà bất kể một cái doanh nghiệp nào sau này bạn đi ra trường bạn đi làm vậy, môi trường làm việc mà không lành mạnh, không sạch, đi làm bị đồng nghiệp ở đằng sau nó đâm sau lưng, bị sếp coi rẻ coi thường, không tôn trọng, không trân trọng cái giá trị lợi ích mà các bạn đem lại, các bạn có muốn làm không? Không. Đấy mới là cái mà tôi muốn trao đổi, muốn nói lại các bạn. Tiền lương mặt bằng chung thị trường có rồi, thậm chí bảo hiểm có rồi, thời gian làm việc có rồi, thậm chí là doanh nghiệp có hết rồi, nhưng có một cái sau đây không có. Không có nghỉ mát, không có nghỉ mát, không có nghỉ hè, không quan tâm đến đời sống của người lao động. Rất nhiều người lao động sẵn sàng hy sinh mức lương thấp hơn để được hưởng những cái đó. Tức là nghỉ ngơi. Nói chưa? Dạ vâng. Yến. Hải Yến. Không có ạ. Có để làm gì, trả lời câu hỏi của tôi đi. Câu hỏi của em là đối thủ cạnh tranh của loại hình kinh doanh với cả điểm yếu là đối thủ cạnh tranh là thiết kế web QCV. Điểm yếu là điểm kiện yếu của web đó là chuyển trang chậm và ít nội dung ạ. Chuyển trang chậm là có phải là do thiết kế không? Em có thể là có ạ. Liên quan là chỗ nào? Do nhà thiết kế chưa chú trọng vào việc chuyển trang thiết kế web ạ. Rồi ok. Bạn nào thiết kế đồ họa các thứ web thì bạn trả lời như vậy thì tôi không có ý kiến gì ạ. Em học thiết kế em học du lịch khách sạn này ạ. Du lịch khách sạn à? Vâng. Thế mà mấy đứa trong nhóm nó chẳng thèm cứu cô. Tuyệt vời. Thế Huy ạ. Dạ. Câu hỏi em là chi phí doanh nghiệp là gì và tăng lợi nhuận? Này, dạ. Cậu đọc cho chính xác câu hỏi nha. Thằng Trọng tôi đang treo với kìa. Giảm chi phí. Tăng doanh thu để giảm chi phí đúng không? Em cô ấy đào thầy đọc em chưa nghe kịp. Chưa nghe ta. Các loại chi phí bao gồm những gì hay là cái gì? Huy giảm các loại chi phí ạ. Giải pháp để giảm chi phí đúng không? Vâng. Tại sao bây giờ tôi phải nhắc lại câu hỏi cho bạn? Chi phí doanh nghiệp là toàn bộ chi phí sản xuất, chi phí tiêu thụ sản phẩm và quản lý doanh nghiệp, các khoản thuế gắn. Đọc Google có thấy đau mồm không? Dạ. Dạ. Đọc ở trên Google có thấy đau mồm không? Có. Thế mà vẫn còn đau. Trong khi bài của nhóm mình khóc thèm dở ra, bản gút có rồi luôn. Có.
có hỏi bên ngoài đâu mà phải tìm Google. Chúc bài các bạn có hết ạ. Nào chào ông. Câu hỏi của em là số dư tiền mặt ở cuối kỳ trong bảng lưu chuyển tiền tính như nào, ý nghĩa của nó mà đọc được câu hỏi rồi à? Thằng nào nó cứu đấy. Em nhớ em có quay lại nhưng mà quên chưa nghe này. Cách tính của nó là sẽ là tổng thu của tháng trước trừ cho tổng chi của tháng sau, thì sẽ là tổng thu của tháng trước trừ tổng chi tháng sau. Rồi, tuyệt vời. Không ạ. Tổng tổng ra tổng dư tiền mặt của cuối tháng trước trừ cho tổng chi của tháng sau thì sẽ ra dư tiền mặt cuối tháng. À, tôi sẽ nếu được phép tôi sẽ trao giải Nobel về kinh tế cho bạn. Bạn phát minh ra cách xác định số dư tiền mặt trong kinh tế mới ạ. Số dư tiền mặt ở cuối tháng được xác định bằng tổng thu tiền mặt ở trong tháng trừ đi tổng chi tiền mặt ở trong tháng. Phải là tiền thu ạ, tiền dư của tháng trước là tiền của tháng này á, là xong rồi trừ cho tổng chi của quỷ. Trong tổng thu tiền mặt bao gồm dư tiền mặt của tháng trước, tiền thu được của hoạt động kinh doanh ở tháng này. Vâng. Bao gồm thu bán hàng, thu nợ, thu vay. Ý nghĩa của nó là gì mà vâng? Ý nghĩa của nó là xem là còn là tiền để tiếp tục kinh doanh ở tháng sau hay không. Rồi, mấy điểm? 7 điểm. Thế gì? Cả một cái vế đầu tiên sai. Thế mà cậu lấy phán tự tin em được 7 điểm. Rồi đứa nào tất cam trừ 2 điểm. Đang trong giờ thi nha. Xin lỗi, nhầm của đảng sang cậu Huy. Nào, Huy đâu ạ? Dạ. Phí dưng. Huy à... Thằng Đạt nó không cứu à? Hay thằng Đạt nó giữ chân thằng Đạt cậu cái? Không. Chi phí doanh nghiệp số lượng bán ra trang thiết bị mua sắm hàng hóa và chi phí cố định, chi phí biến đổi ạ. Chi phí hoạt động kinh doanh và số vốn thiết kế để khởi sự kinh doanh ạ. Cô đọc cái gì đấy? À, cái của chi phí doanh nghiệp gồm những gì ạ? Cô vừa đọc gì đến cả doanh thu, số lượng bán ra, vốn khởi sự. Cô hỏi chi phí cơ mà. Là chi phí. Em nhầm rồi đọc. Bọn này tôi cứ phải để dùng cái động từ mạnh và dùng những cái từ mà nó có nghe nó không dễ xuôi tai. Nào, chi phí bao gồm gì? Gồm chi phí cố định và chi phí biến đổi. Ừ, thì chi phí cố định bao gồm gì? Chi phí cố định bao gồm
mặt bằng kinh doanh điện nước với tại sao gọi là chi phí cố định? Chi phí cố định bởi vì nó vì nó cố định không thay đổi. Nó cố định nó đương nhiên rồi, nhưng mà phải theo cái gì? Cố định theo từng tháng. Ừ, là chúc mừng cậu, không phải. Vì là cố định bởi vì nó không thay đổi, theo số lượng hàng bán ra nhiều hết hay không bán sản phẩm tôi cũng chỉ mất từng đấy cái tiền thuê mặt bằng ạ. Tôi đóng cửa cửa hàng, tôi ngủ trong cửa hàng, tôi không kinh doanh, tôi vẫn phải trả từng đấy tiền. Mà tôi có tạo ra bán ra bao nhiêu sản phẩm thì tôi vẫn phải trả từng đấy tiền ạ. Do vậy là mới gọi là cố định ạ. Rồi nhóm này nhìn điểm có ý kiến gì không ạ? Không ạ. Không ạ. Không ạ. Hoàng. Không được ạ. Rồi nhóm nghỉ ạ. Rồi còn có mỗi tí thời gian. Nhóm 1 thôi ạ. Đã không kịp rồi. Thầy cho em báo trước để em lên trường em thi ca sau ạ. Tôi bảo có đề nghị rồi, còn xin cái gì nữa. Sao cái bọn này đã bảo là có thể nghỉ đi về luôn, nghỉ luôn đi, ao luôn đi. Xin mới chẳng sò. Rồi nhóm 1, nhóm 3, nhóm cuối tôi không đủ thời gian để hỏi cá nhân nữa. Ba nhóm đầu mất quá nhiều thời gian. Rồi xin phép nhóm 1, nhóm 5, nhóm 3 tôi hỏi cả nhóm, sau đó tính điểm chung cả nhóm được không ạ? Vâng ạ, cũng được rồi ạ. Rồi nhóm 1 câu hỏi dành cho các bạn như sau. Rồi bạn cho tôi biết ý nghĩa của bảng lưu chuyển tiền. Theo chỉ tiêu này dự án của các bạn có khả thi hay không? Giải thích. Ba vế nha. Ý nghĩa của bảng lưu chuyển tiền. Theo chỉ tiêu này, dự án của bạn có khả thi hay không? Và giải thích.
Rồi, mời bạn trả lời câu hỏi đi ạ. Em thấy là ý nghĩa của bảng lưu chuyển tiền là nó cho biết được số tiền mà doanh nghiệp phải thu và chi ra mỗi tháng ạ. Giúp cho doanh nghiệp đảm bảo được sẽ không bị hết tiền trong quá trình kinh doanh ạ. Kế hoạch theo chỉ tiêu thì nó sẽ cho biết được là doanh nghiệp sẽ có khả năng chi tiêu và tiếp tục cái dự án kinh doanh của mình không. Tính theo chỉ tiêu này thì dự án của bọn em có khả thi ạ. Bởi vì là theo các tháng thì số dư tiền mặt cuối tháng của bọn em đều lớn hơn không, nên là bọn em vẫn có thể kinh doanh tiếp. Và khi kinh doanh thì lợi nhuận của nhóm em cũng lớn hơn không và đang có xu hướng tăng lên, nên là tôi hỏi mỗi lưu chuyển tiền mà Dương hỏi đến gì đến lợi nhuận đâu. Cái số dư tiền mặt cuối tháng nó lớn không thì bọn em vẫn có thể kinh doanh tiếp. Và đến sau 12 tháng thì số dư tiền mặt là có nó lớn hơn số tiền bỏ ra ban đầu, nên là bọn em kinh doanh có lãi, nên là có tiền thì phải có lãi. Có tiền để tiếp tục kinh doanh. Dự án này có khả thi ạ. Rồi, nhớ cho tôi nhá, bảng lưu chuyển tiền nó cho biết là tiền thôi ạ, không quan tâm lỗ lãi gì cả. Có chúng ta có tiền hay không có tiền để kinh doanh. Ban đầu bỏ ra bao nhiêu tiền, cuối cùng năm thu về bao nhiêu tiền? Ban đầu bỏ ra là khoảng hơn 700 triệu, cuối năm thu về hơn 1 tỷ rưỡi ạ. Do vậy là cuối năm thu về 1 gấp đôi đúng không? Vâng. Rồi, ok ạ. Có ý kiến về điểm mình không? Dạ không ạ. Rồi nhóm có thể nghỉ. Dạ vâng. Nhóm 5 ạ. Dạ vậy ạ. Nhóm 5 đâu ạ? Rồi, nhóm 5 cho tôi biết loại hình pháp lý các bạn lựa chọn cho doanh nghiệp của mình là gì, lý do lựa chọn, đăng ký thì đăng ký kinh doanh ở đâu, chi phí bao nhiêu tiền. Loại hình doanh nghiệp lựa chọn là loại hình gì, lý do lựa chọn, đăng ký kinh doanh ở đâu, hết bao nhiêu tiền. Nghe rõ chưa ở nhóm 5? Rồi ạ. Rồi, các bạn có 2 phút.
Rồi mời bạn trả lời câu hỏi luôn đi ạ. Alo, à đây rồi, ok. Cho em xong. Vâng, em xin trả lời ạ. Loại hình kinh doanh, loại hình pháp lý cho doanh nghiệp mà bọn em đăng ký đó chính là công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên. Là công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên. Lý do bọn em đăng ký công ty này, doanh nghiệp này, nó chính là công ty bọn em có 7 người trở lên ạ. Nơi đăng ký pháp lý đó chính là đăng ký qua dịch vụ bưu chính hoặc là đăng ký qua cổng thông tin quốc gia ở trang đăng ký doanh nghiệp đăng ký kinh doanh.gov.vn. Về phần chi phí đăng ký loại hình doanh nghiệp thì bạn sẽ mất những khoản phí như là lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí cung cấp thông tin doanh nghiệp. Cung cấp thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cung cấp thông tin trong hồ sơ doanh nghiệp, cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp, cung cấp nội dung đăng ký doanh nghiệp, cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản trên tháng trở lên. Tổng chi phí đó chính là mất 110. Mất bao nhiêu nhỏ? Còn bọn em sẽ mất là 4.860.000 ạ. Của bọn em hết rồi thầy ạ. Còn thiếu đấy. Chưa còn lý do đâu. À, lý do là công ty bọn em có 7 người trở lên. Mỗi 7 người thôi. Không, tổng cộng thì là 11 ạ. Không ạ, 7 người hay 11 người không quan trọng, nhưng mà mỗi một lý do về số người, không có lý do gì khác. Không vượt quá 50. Đấy là lý do về số người rồi bao nhiêu đi chăng nữa vẫn là để lý do về số người, còn lý do gì khác được không? Thầy nói chính là vốn tự bỏ ra nữa. Trời ơi, các bạn cần phải có tư cách pháp nhân, các bạn cần phải ký kết hợp đồng với người ta, do vậy cần phải có con dấu, cần phải có chữ ký, và muốn người ta thanh toán thì cũng phải có hóa đơn chứng từ để trả cho người ta, đúng không? Vâng ạ. Tiếp theo làm sao đây ạ? Các bạn chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn điều lệ, trong phạm vi vốn góp thôi, các bạn không muốn chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình, do vậy kinh doanh có an toàn hơn không? Doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể, công ty hợp danh chịu trách nhiệm về nghĩa vụ các khoản nợ, trả hết lợi thôi, chưa hết lợi thì vẫn phải bán nhà đi mà trả nợ. Nhưng mà thằng gì công ty trách nhiệm hạn hay công ty cổ phần hay thằng góp vốn ở trong công ty hợp danh, nó chỉ trách nhiệm trong phạm vi là vốn góp. Tôi bảo thằng tôi góp vào đây 200 triệu, tối đa tôi mất 200 triệu đấy thôi, còn nó công ty lợi nào nó có cần biết? Còn nếu mà ông chủ doanh nghiệp tư nhân công ty nợ bao nhiêu tiền ông phải trả bao giờ hết thì thôi, đấy là bảo vệ cái lợi ích của người để thành lập doanh nghiệp, có tuổi trách nhiệm hữu hạn. Rồi có thể huy động vốn trên thị trường vốn bằng cách phát hành trái phiếu. Rồi không muốn người khác tham gia vào điều hành quản lý doanh nghiệp, ví dụ như công ty cổ phần cũng giống như vậy, nhưng mà việc mua bán trao đổi cổ phần trên thị trường vốn một cách dễ dàng, ai cũng có thể làm sao để mua được cổ phần của mình.
các thành viên bán cổ phần không phải thông qua các thành viên còn lại. Nhưng mà trong công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên, là một thành viên muốn rút lui khỏi doanh nghiệp thì phải ưu tiên bán lại cổ phần của mình cho tất cả những người trong công ty, đặc biệt là những thành viên sáng lập ạ. Phải thông báo cho những người là thành viên sáng lập trong vòng 75 ngày kể từ ngày mà dòng sao đệ bắt đầu thông báo. Trong vòng 75 ngày bao giờ không có ai xin hay là muốn chuyển nhượng cái vốn đó thì mới được bán ra bên ngoài. Để bảo vệ lợi ích của những thành viên sáng lập ạ. Lý do mà chúng ta sẽ phải lựa chọn công ty để trách nhiệm không phải công ty cổ phần hay các loại doanh nghiệp khác. Ok chưa Hà ơi? Vâng, nhóm em nghe thấy rồi thầy ạ. Văn Hùng có không? Có. À, rồi Văn Duy. Dạ có. Đỗ Trà My. Có. Đức... Nguyễn Đức Quân. Không có. Ngọc Quỳnh. Có. Nguyễn Lê Trà My. Bỏ nhóm này có thể nghỉ nha. Nhóm 3 hoặc nhóm cuối cùng. Các bạn nhóm trưởng các bạn vui lòng ở lại nhé. Bạn nào vào nhóm giao lưu ở lớp báo các nhóm trưởng các nhóm vui lòng ở lại. Nếu mà ai đã chốt ao rồi thì báo các bạn join lại nhé. Đó là tôi trao đổi một số cái liên quan đến thi ạ. Rồi nhóm số 3. Rồi câu hỏi cho nhóm số 3 như sau. Các doanh nghiệp phải đóng những loại bảo hiểm gì cho người lao động, tỷ lệ phần trăm là tương ứng là bao nhiêu? Nhóm A bật hết cam lên đi ạ. Bây giờ lại thấy cậu Chiêu Dương, có vào từ bao giờ đấy Chiêu Dương? Dạ. Cậu vào Google Meet từ bao giờ? Dạ, em vào khoảng này là... Vào không thèm báo, xin điểm danh. Chú vắng điểm danh, không có cớ nó có điểm nào.
Rồi, mời nhóm trả lời câu hỏi ạ. Thấy em trả lời. Doanh nghiệp là phải đóng những loại bảo hiểm là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tự nguyện. Các loại bảo hiểm phải đóng là ba loại ý. Tỷ lệ là bảo hiểm xã hội là 0,17%. Ở công ty đóng, doanh nghiệp đóng cho người lao động là 0,17%, 17,5%, này còn người lao động sẽ đóng là 8% trong đấy. Bảo hiểm y tế là 3%, còn người lao động đóng là bảo hiểm tự nguyện của công ty đóng là 1%, còn người lao động sẽ đóng là 1%. Rồi, có ai có kiến hay không? Em xin sửa lại là bảo hiểm xã hội là 18%. Bảo hiểm y tế là 3% và bảo hiểm tự nguyện là 2%. Rồi, còn ai kiến gì nữa không? Bảo hiểm thất nghiệp thì em nói nhầm. Bảo hiểm thất nghiệp phần trăm. Bảo hiểm xã hội là 26%. Nên đấy là 8% của người lao động. Còn doanh nghiệp đóng là 18%. Bảo hiểm y tế là 4,5%. Thì trong đấy người lao động là 1,5%. Còn doanh nghiệp là 3%, bảo hiểm thất nghiệp thì 2% chia đều mỗi người lao động 1% và doanh nghiệp đóng 1%. Hết chưa? Hết rồi. Bảo hiểm tự nguyện là bảo hiểm gì hết hả? Em nói nhầm. Rồi, tôi cho nhầm từ 10 thành 0 được không? Không ạ. À nhầm, sau này lấy chồng nhầm thì làm sao hả? Chưa nhầm lấy lại rồi ạ. À lấy lại, rồi chúc mừng. Có thằng nào là lấy lại cô hay không mới quan trọng nha. Cơ hội vẫn có đúng không? Dạ vâng. Rồi, theo quy định của luật thì của môn này chúng ta quy định bảo hiểm xã hội là 17,5%, bao gồm 14,5% bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm nghề nghiệp, tổng là 17,5%. Bảo hiểm y tế là 3%, bảo hiểm thất nghiệp là 1%. Rồi tôi chỉ hỏi từ cái phần là doanh nghiệp phải đóng cho người lao động, chứ tôi không hỏi cái phần là người lao động tự đóng là bao nhiêu. Ok chưa Thảo? Dạ vâng. Bao nhiêu điểm? Nhận mấy điểm? Thì chấm thế nào cho bọn em nhận thế? Không, bạn nhận được mấy điểm? Em mà nhận thì em chỉ nhận 10. Cô quê đâu rồi Thả? Quê Hà Đông. Hà Đông á? Vâng. Thả bảo sao tôi xin lỗi, tôi cùng quê Hà Tây. Bảo sao tôi sợ con gái Hà Tây, tôi không dám yêu con gái Hà Tây, không dám lấy vợ Hà Tây. Nào, có ý kiến về điểm của mình không? Có câu hỏi gỡ điểm không thầy? Gỡ điểm á? Rồi, ok. Một ngày người lao động, một năm làm việc người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày? Ai trả lời được câu hỏi này thì tính điểm cá nhân, không tính điểm nhóm. Ai trả lời được câu hỏi này tính điểm cá nhân, không tính điểm nhóm.
Rồi, mời ai đưa các bạn, mỗi người có một lần cơ hội để đưa ra câu trả lời theo danh sách từ trên xuống dưới. Phương Hà. Là em là 180 ngày, bao gồm cả ngày bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ Tết và nghỉ hàng tuần. Ok, cảm ơn bạn. Tiếp, Tùng Dương. 12 ngày. Rồi, Huy Trung. Em đưa thầy là 12 ngày ạ. Bi. 9 ngày. Ngọc Uy. Thầy là cái chia theo đối tượng của người lao động. Có nghĩa là 12 ngày đối với người lao động đủ điều kiện. Rồi dừng. Thu Phương. Em thưa thầy là 99 ngày ạ. Chiều Dương. Em không biết ạ. Rồi. Người lao động, sẽ được nghỉ 52 ngày nghỉ tuần là chủ nhật, 26 ngày nghỉ tuần là lược ngày thứ bảy, tổng là 78 ngày và 9 ngày nghỉ lễ là 87 ngày. 12 ngày nghỉ phép là 99 ngày. Rồi, chia buồn với các bạn, một mình bạn là Phan Thị Thu Phương, bạn có đáp án ạ? Em bảo 99 có thể. À, Huy bảo 99 à? Vâng. Rồi, có thể tôi không nghe rõ, rồi tôi có thể vẫn chấp nhận cho bạn. Rồi, có ai có ý kiến về điểm mình không? Thầy rồi. Em thấy thầy sửa sai rồi thầy ạ. Huy không phải Huy à? Rồi, có ai kiến đi không? Em có thể cho em hỏi là giai đoạn 1 vịt không điểm thì vẫn được đi thi và vẫn còn cơ hội không? Dạ, vâng ạ. Vâng, em cảm ơn. Rồi, các bạn có thể nghỉ nha. Tôi nhắc các bạn nhóm trưởng về nhắc các thành viên của nhóm mình như sau. Một là cái buổi đi thi các bạn sẽ phải in 2 bản quốc gia. Thứ hai, các bạn sẽ phải chuẩn bị slide để bạn thuyết trình. Thời gian thuyết trình tối đa là 15 phút cho một nhóm, một buổi thi của 2 nhóm. Rồi thứ ba, không đi dép lê khi đi thi ạ. Các nhóm trưởng vui lòng về phổ biến lại đối với thành viên của nhóm mình nhé. Không hôm đấy nhưng mà bị giềng thì đừng có kêu nhá. Đứa nào mới đi dép lê mấy cả một quần đồ đi thi tôi đuổi về luôn đấy ạ. Đây là quy chế của nhà trường rồi chứ không phải là cái quyết định của tôi đâu ạ. Thầy thi quốc thì in một, thầy in hai mặt ạ. In một mặt ra thương mại mà in cho nó rẻ, đừng in ở trường. Em in ở gần ngay nhà em ơi, nhưng mà tại vì tùy môn, có môn thì cô giáo bắt một mặt, có môn bắt hai mặt nha em. Quy định chung của Bộ Giáo dục là tất cả các bài của các bạn là phải in một mặt. Còn in hai mặt là thầy cô nào tạo điều kiện nóng đấy ạ. Nhưng mà thầy cô cũng làm sai quy chế thì Bộ về là kiểm tra là nó riêng đấy ạ. Rồi các bạn nghỉ đi ạ. À, thầy cho em hỏi là thứ bảy có phải học nữa không thầy? Rồi thứ bảy thi mà bạn. À thứ bảy. Em chào thầy ạ. Vâng, chào các bạn. Thứ bảy chúng ta thi buổi thi số 1 rồi nha. Dạ vâng.